TikToker mang bánh canh cua đi dự ra mắt phim khiến cộng đồng mạng tranh cãi vì khó hiểu. Buổi ra mắt phim Nhà Bà Nữ của diễn viên, đạo diễn Trấn Thành quy tụ dàn khách mời tên tuổi tham gia. Ngoài các ngôi sao đình đám của làng giải trí, sự kiện cũng ghi nhận sự xuất hiện của các TikToker. Tuy nhiên, có một TikToker bất ngờ mang cả bát canh cua lên sân khấu chụp hình, gây nhiều tranh cãi. Xuất hiện trên thảm đỏ, nam TikToker này khoác lên mình bộ áo dài phối màu đỏ và đen. Không chỉ thế, anh còn mang thêm một chiếc nón lá màu đen, tông xoài tông với trang phục. Điều đáng chú ý ở đây là trên tay của người này còn mang theo một chiếc ly lớn, bên trong có món bánh canh cua. Nhìn thì có vẻ hợp với buổi ra mắt phim, nhưng khán giả lại một phen đại náo khi nam TikToker ăn bánh canh ngay trên thảm đỏ. Mà lên đồ này đã nhanh chóng gây bão cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng, hết chỗ ăn hay sao mà lại ăn ngay trong chương trình như vậy. Số khác thì bình luận, trang phục dù khá phù hợp nhưng mang theo bánh canh và ăn tại đó thì không nên. Huống chi đây lại là buổi ra mắt phim của một nghệ sĩ tầm cỡ. Chính điều này đã khiến nam TikToker nhận về cho mình nhiều gạch đá từ dân tình. Tôi ăn hết một tô rồi, tôi còn mua mang về để tôi mang lên thảm đỏ nè mọi người. Hôm qua mình đi cô chú nghệ sĩ, tất cả mọi người ai cũng khen là concept mình đỉnh hết trơn á, mình cũng đang vậy và mình rất là vui. Vì phim của anh Trấn Thành là ngay mùng 1 Tết nên là mình mặc áo dài để có không khí Tết. Chưa kể là đầu tư tiền tỷ vô để lấy cảm hứng từ cái bánh canh cua thì tôi mang bánh canh cua lên thảm đỏ thì đâu gì là sai đâu trời. Tôn trọng nhà sản xuất vậy thôi chứ muốn gì nữa mấy bà. Trời ơi, thả lỏng đi mấy bà ơi, đây là những phút giây giải trí, những phút giây vui vẻ, đừng có căng thẳng mệt mỏi dữ lắm. Bạn nghĩ sao về trường hợp trên? Comment ngay cho TPChan được biết với nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Trends. Nhấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé.